Dạ con xin phép chào cô. Dạ. Rồi chào anh trai. Dạ. Cô có thể giới thiệu cô tên là gì? Trương Thị Đẹp. Cô đẹp ha. Dạ. Cô đẹp là quê quán ở đâu đây? Ở An Giang Chợ Mới. Ở An Giang. Dạ. Vậy là cô mới từ dưới quê lên hả? Dạ, đi tạm ở nhà điện con không được, rồi đi tạm hỏi thăm, rồi bao xe đi. Đi hồi mấy giờ đây cô? Dạ. Cô đi từ lúc mấy giờ? Đi hồi khuya nửa đêm giờ, đi, một giờ bước lên xe một đi. Một giờ sáng. Dạ. Cô ăn sáng chưa? Dạ, ăn có một khúc một bánh mì à. Rồi thằng này nó ăn tương. Nó gắng ăn miếng một thuốc. Nút có nổi không cô? Ăn thì có thì ăn được, nhưng mà rồi lo con quá rồi. Rồi ăn được rồi thằng này nó ăn tương, sáng giờ nó không có ăn gì, nó uống nước không. Vậy là đây là con trai cô đúng không ạ? Dạ. Dạ. Hôm nay hai mẹ con về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đấy cô? Thì giúp đỡ nhờ kêu cậu hay gì không biết. Rồi tìm kiếm cho thằng Dương Minh Sơn á, nó đi mần ăn. Mà nó cũng ở yên chỗ ở trong cái kho đó. Nó hồi mới nó không biết ra gáp xe. Nó tiền lương á thì ăn đủ ăn nó ăn à. Rồi sau lại nó lên lương nó cũng mừng, mà tháng nào nó cũng điện hết trơn, không hôm trong Tết trận có hôm cái tháng tư này chưa có cuối tháng thì sao nó nghỉ ở dưới cái kho dưới nó đi về. Rồi nó nói mà nó đi Nha Trang, tưởng đâu là cái chủ người ta chuyển nó đi. Rồi chưa có tới tháng, nhưng mà về nó thăm nhà rồi bữa ngày thì 25, rồi khuya 25 đó, nó 9 giờ thì nó nói nó đi lên xe đặng nó đi mần ở ngoài. Rồi sáng cái bữa ngày 26 đó thì sáng 8 giờ thì tôi điện độ coi nó đi tới ngoài chưa, nó nói tới rồi. Thì nó nói tới nãy giờ thì tôi nói thôi nghỉ ngơi đi. Rồi mình thấy nó cũng mần lâu rồi, yên chỗ rồi, thì có chuyện mần rồi để ít bữa hả điện coi nó mần được nhiêu. Cái tới 3 bữa ngày 29 mình đó thì sáng tôi điện thì nó không có bắt máy. Rồi cái ngày đó là luôn 3-4 lần tôi điện hoài không có được. Rồi luôn tới ngày sau này điện cũng không được. Chứ dạ. Mỗi lần nó đi đâu xa, nó cũng đi kiếm việc, nó mần xa. Cô nhưng... cho con xin phép được hỏi cô xíu ha. Dạ. Con trai của cô họ tên đầy đủ là gì? Tên là trong giấy là Dương Minh Sơn. Dạ. Còn gọi ngoài ở nhà đó là Dương Văn Đạt, kêu thằng Đạt. Anh là bỏ đi cụ thể là ngày nào cô? Thì nó đi mần cũng lâu rồi, nó ở kho nó mần lâu rồi. Còn cái ngày nó đi, nó xuất ra, nó đi về thăm nhà, nó đi đây là mới ngày 25 tháng 4 này. Là ngày Tây á hả? Ngày mình á. À, ngày âm lịch hả? Âm lịch là 25. 25 là C xích 30 Tây đó. Hôm nay là 15 âm lịch rồi. Anh đi là đi tại An Giang hay là đi ở đâu? Nó đi mặn ở dưới Cần Thơ. Cần Thơ. Nó ở lâu dưới rồi, nó ở mình ên. Nó nấu cơm tự nó ăn tới tháng. Nó thiếu đồ ăn, nó về nó lấy gạo với lấy nước mắm. Nó đem. Anh là có gia đình chưa cô? Đã, nó cưới vợ trước lâu rồi mà có một tháng à. Trời rồi, đất ơi. Cưới mới có tháng là... tháng là rồi ly ý, tại vì nó không có hợp. Vừa cái là, dạ. Là anh với cái chị đó là tự quen hay là làm mai mối? Bên vợ mừng mai. À, mừng dạ. Mai được lâu không thì cưới? Có một tháng một à. Ý là làm mai là được bao lâu? Ở bên nợ gái thì hối một tháng là thì cưới.
rồi nó cũng nói thôi bây giờ nó cũng có tuổi rồi, cứ về cho có trong nhà cho mẹ, bị thằng này thì nó ăn tương, nó không có vợ kìa. Rồi sau 1 tháng rồi cái bắt đầu nó đi về hoài, thằng nó cũng có đi rước, đi lên rước, nó nghỉ mặn nó đi rước, khi nó mặn trong lò gạch đó đó thiếu tiền thì nó mượn thêm đặng nó đi lên trển á, Cô, nó vậy cho. là con nhà mình là cưới mới có tháng là bỏ luôn hả? Dạ Trời đất ơi, là hai vợ chồng cự lộn thì sao mà lại... không không, cái chuyện đó hai đứa mình không cũng quyết được. cũng À, là có ở chung gia đình nhà mình không? nó Ở không chung. có bên nữa, À thôi, khoảng thời gian lâu rồi ha, lâu chứ không phải rồi. là mới đây. Giờ Dạ, nó cưới là bên lâu lắm nữ rồi. á, Mấy năm rồi hả? lâu Cái hình lâu này, vậy là cái hình này là hình lúc cưới đây hả? à, hình cưới Mình không có hình lúc mới hiện tại hả? không không có Nhưng mà bây giờ có giống như vậy không? giống giống y chang nó à, y y ra chang. hả, À vậy hả? là ở bên đây nè, nói nó có một đi. ruồi cộng lông dài lắm bên đây nè, tại vì bây giờ hình đám cưới nó cạo hơi cục, sao bây giờ còn cái đen đen nè, dễ nhận nó gan luôn á. Không, Cô là được mấy người con? 8 người, 8 người nhưng hả? mà rồi tại vì á cái con này á nó chịu vui rồi Thôi em bây giờ đừng có không nói có biết, chuyện rồi nói chuyện nó đi về chuyện đi, anh hoài. cứ để cho bà chia Ừ, sẻ đi đâu xa. nó đòi đi về trển hoài, thằng nó đi rước hoài hà, rồi nó không về, nó nói ở mẹ quen rồi, Dạ. rồi người biết rồi ha. Nó đi về trển rồi mẹ con rồi tính đi đâu, bị có 2 mẹ con trển hà, rồi tính đi mà Bình Dương mặn hay gì. Anh này là con thứ mấy đây cô? Thằng này Thứ thứ tám anh tám ơi. Là con út hả? Dạ. Anh thứ tám, thằng kia mới út, thằng đi Thằng nè, kia thằng mắt tích ủa tích này mới út mình nè. đã không, anh này này, anh Đừng trong có hình nói nè. mắt tích, mắt tin tức hay Là hình mình út là kế nè, nó thứ chín đó. Ủa nhà mình 8 người con mà sao lại thứ 9 được? thì con gái không hả? Ý là nhà mình 8 người con phải không? Dạ 8. 8 người con thì nếu anh này là út là anh là con thứ 8 chứ. thứ 9, Ủa kìa, thứ là chín sao thứ ta? tám cái thằng này thứ 8 nè. Nhà mình 8 người con. Năm Dạ, tám 5 đứa con gái rồi có À vậy là ở quê 5. quê hương nhà mình, ở quê hương miền Tây nhà mình là có phải anh đầu gọi là anh hai không? Đúng rồi, anh hai À dạ, em hiểu đúng rồi. anh hai. Vậy là cái anh út này á, là tính tới thời điểm hiện tại là anh bao nhiêu tuổi rồi anh trai? Năm nay Dương Minh Sơn là ba 39 39 tuổi rồi. tuổi 39 tuổi. Mình biệt tích là từ hôm 25 tháng 4. nha. Dạ, khoảng 25 tháng 4 Nhưng thì mà thời sáng gian đó là anh đi làm xa nhà chứ đâu có phải ở nhà đâu đúng không? không, nó Đi cũng làm đi ở dưới mặn mà điện à, hoài hà, nó đi đâu nó cũng điện về. đi mặn với Cần Thơ ở dưới. Vậy là từ ngày 25 là mình không có điện được hả? Tới Không, bữa nay luôn dân à, điện tới không được, nó không được luôn, nhưng mà trong vòng điện không được không trong vòng là 4 ngày biết có chuyện không, ngày tại mình biết 26 tám điện đứa được. đó. Cái ngày 26 mà nó về thì nó cũng thương mẹ lắm. Nó về nó ngủ đêm nào ha, nó quay cái quạt trong cái mùng cho mẹ. Tôi nói thôi, mưa mày quạt gì vậy đó. Rồi nói để nó đi mần chỗ nào có tiền. Rồi cái chỗ nó đang ráp xe này thì nó cũng chịu mần. Thành Dạ. ra hàng tháng nó có về. Nó về rồi nó lấy đồ ăn, nó nói ăn cơm tiệm nó hao tiền để dư nó gửi về cho mẹ. Rồi cái bắt đầu nó cũng hầu nó đi tới bây giờ thì thấy nó cũng đỡ đỡ, chứ nó cũng không có nhậu. Nó nói ở trong kho đó mần cho anh ta ráp xe được nhiêu thì nó mừng, mấy chiếc thì nó mừng, chứ nó đâu có đi chơi với ai mà đi nhậu. Rồi tôi nói mày mần rồi có tiền mày ở dưới mày coi có chỗ nào mày đặng tao cứ cho. Nó nói ở mần đây chứ có đi đâu đâu mà gặp bà ai, bộ gái giờ dễ kiếm lắm sao. Nó nói vậy Dạ con xin phép cô cho con được chuyện trò với lại anh trai nhá. dạ Em nhà mình tính tình như thế nào anh? thì nó cũng Cái tánh của nó thì nói chung nó cái tánh nó cũng hiền từ không có gì, mà cũng có chút chút nhậu nhậu gì đó. hay Nó vui cũng nhậu nhậu tham gia đi ra đường, nói chung ra bất cứ ai cũng nhậu cũng nhậu chứ. có say xỉn không? Thì nhậu thì nói chung không, cũng có nó tỉnh vậy đó. Chứ không có, mà nó đi xa nó không có thỉnh đâu. thường thường á là đi làm ở Cần Thơ là bao lâu là về An Giang thăm nhà mình lần là... Bằng ở Cần Thơ cũng năm mấy rồi, năm ngoài
mà chị... Có về không? Về, chuyển xe về hoài hả? Ý là bao lâu thì về lần đó cô? Điện liền hoàng, trong một tháng đó khi điện điện nó hoài và nó cũng nói nó ráp xe, nó đang ráp. Không, ý của con là thường thường anh đi làm là bao lâu thì anh về anh thăm nhà, thăm mẹ, thăm anh em lần không đó? Không có đáng mà gì rồi chứ. Cô ba là cái lúc nào mà nó rảnh thì nó về, yeah. Đó, nhưng mà nó về thường hoài, nhưng mà tại anh nghe gì là nó gõ hết. Nó về là cái khoảng đi xuống cái dưới có nói là cái khoảng ngày 30 tây là trước đó, là xuống dưới thì nó ở dưới công ty nó nghỉ 30 tây đó thôi, nó nghỉ là sao này, nó về nó nói nó về nó gia đình nó nói nó có đưa bạn lên xe đi, đưa lên xe đi qua chắc đau quá, nó nói đi ra Vũng Tàu mằng ở ship cấp trên nó điều ra Vũng Tàu mằng ra mấy chỉ mấy anh kia mới vô gấp sạch điện mình kia không biết một thời gian ít bữa nó về à đó, rồi nó nói xong vậy cái quái con ấy không chừng tới được không chừng nửa tháng 20 ngày gì đó cái nó mới về. Thì nó về là nó về bắt đầu nó là đem con nguyên ba lô đồ gì ở gì ở ngủ được khoảng nó ngủ con đêm mà là cái nó đi nữa mà gã đi được sao nữa thì sao nói ngược ra mà Vũng Tàu mà thật sự xuống công ty dưới đó, là ở ngoài Vũng Tàu đó là không có chi nhánh ở ngoài mà trước khi đi nó cao nó nói đi với mấy thằng bạn ở Cần Thơ đó. Trời đất ơi, thì thằng nó đi với mấy thằng bạn ở Cần Thơ chứ. Tới giờ phút này anh đang sợ nhất em mình sẽ gặp điều gì đấy? Là điểm nhất là nó vô hoàn cảnh của kẹt bị gạt trong vòng chừng 3-4 ngày rồi có thể biết rồi mà không biết làm sao hết trơn. 3-4 ngày rồi điện không được rồi biết tính tình của nó là mình vẫn biết luôn, không biết làm sao hết trơn. Vậy là anh đang rất sợ, sợ rằng là có thể là bị người khác người ta lừa gạt. Đúng rồi, sợ nữa. Thì bạn 100% luôn đó là nó về nó khẳng định cái được lừa gạt. Nó nói bạn anh thời gian vừa qua anh có nghe về những cái trường hợp việc nhẹ lương cao và bị lừa bán qua Campuchia không? Đó có. Có, anh nghe rất là nhiều luôn trên mạng là coi đủ thứ chuyện lắm. Gạt đủ lần gạt đủ thứ hình ra nghe con cũng sợ thành ra hay lo cho nó. Tức là anh đang nghi ngờ rằng em nhà mình sẽ rơi vào cái trường hợp đó. Đúng không ạ? Là nghi trường hợp là khoảng 100%, còn hôm mà nghi đi biển chỉ có 1-2% thôi. Nếu mà nó có đi nó phải nói rồi. Nó mới nói cho người nhà biết rồi. Mà trước giờ em nhà mình có đi biển bao giờ không? Không. Đâu có đi. Nhưng nó mà cũng đi mà xa. Là có số người nói là liên lạc không được, sợ đi biển. Dư qua bên Cam bị người ta lừa gạt qua bển. Nhờ em suy nghĩ là nó bị lừa là tiền. Mọi người trong thành viên trong gia đình nhà mình là thời gian vừa rồi là có chuyện gì xảy ra không? Không. Có gì chứ. Anh em có hòa thuận không? Bình thường nó đi mạng bình thường nó đi mạng về nó cũng vui vẻ. Là trước khi mà mưa là cắt cái chạy nó hút mắm đó là nó hay tin nó mới về nó thăm đó. Nó mừng nó rồi, nó thăm rồi nó trước khi nó đi là nó đi ngoài bữa rễ gì cho bà mua cái lò đang nóng hút mắm nữa. Nó còn nói gì nữa mà rồi vậy rồi nó bữa đi gửi tiền gì mua lò nó hút mắm gì đi tiêu luôn cái giờ luôn liên lạc không được luôn. Nhà mình ở quê là mình sản xuất nước mắm rồi. Dạ nào tôi nấu ít chậm chậm về ngồi một chỗ nấu. Anh em nhà mình là mấy trai mấy gái đây? Năm gái có chồng đi. Vậy từ bữa đến giờ là gia đình nhà mình tìm đủ mọi cách để liên lạc cho em nhưng mà không có liên lạc được, đúng không? Ngày nào cũng điện mấy em trong nhà ai cũng điện. Chứ mỗi lần nó đi đâu á, cái chỗ nào nó mặn á, mưa quá mặn không được á, nó nói cỡ này mưa mặn không được. Rồi, có cơm ăn là quý rồi chứ, dạ. Nó nói vậy đó. Cô là một người mẹ, đặc biệt là người mẹ tuổi cao rồi. Mà tới giờ phút này một đứa con út 39 tuổi bỏ đi là chưa biết đi đâu và như thế nào làm gì. Cô rất lo lắng. Cô hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con của trai của cô. Hy vọng con trai của cô xem được video này sớm quay trở về. Cô gọi tên con trai cô ra cô nói chuyện đi. Cô kêu là con ở đâu, con về với mẹ, về với anh chị em trong gia đình. Dạ, cũng giái dữ lắm cậu. Nhưng mà cũng bây giờ đi tới đây cũng nhờ mấy cậu đây giúp giùm. Làm sao giúp đỡ cho nó bình yên, sức khỏe. Chừng nào biết tin nó, chừng nào nó về thì về. Nhưng mà biết cái yên ổn thì được rồi chứ nó... không có điện được chứ hồi đó giờ nó đi mặn ở đâu nó cũng điện hết trơn á như có tiền thì nó mừng còn ít tiền nó cũng điện nó mưa gió nó mặn không được rồi tôi nói mẹ ở chỗ yên ổn mà nó nói có chỗ ở thì cũng đi bạn mặn đó thì nó cũng yên
Tôi nói mày đừng có nhậu, nó nói đi mần tiền cơm mần không được, cơm không có ăn thêm mà đâu có nhậu. Tại nó về nhà thì có bạn ở xóm nhậu, còn nó đi mình sợ vậy thôi chứ. Hôm từ hôm đó, cái năm rồi tới giờ thì nó cũng đỡ đỡ, mà nó có đi về hoài với tin tức hàng tháng có điện hoài ha. Được. Có anh trai con xin phép cô nhá. Yeah. Anh trai anh nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với em trai của mình, hy vọng em trai của mình xem được video này sớm quay trở về. Thì em mong cộng đồng mạng với mấy anh hiệp sĩ ở Bình Dương nè mau mau tìm kiếm giùm em Dương Minh Sơn về với gia đình. Dạ. Biết ơn. Mà giúp đỡ giùm làm sao cho nó giờ bình yên sức khỏe, nó mần được thì được hà. Rồi tôi cũng đền ơn chứ không phải gì. Hy vọng rằng là anh Sơn xem được video này thấy mẹ của anh và anh trai của anh lặn lội từ An Giang về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đi tìm anh. Thì mong rằng anh đang ở phương trời nào đó hãy sớm. Thứ nhất, nếu mà trường hợp mà tới giờ phút này chưa về nhà được thì phải gọi điện về báo tin cho gia đình để gia đình yên tâm. Thứ hai là ngay lập tức sắp xếp được thời gian cũng như là công việc thì hãy quay trở về đoàn tụ với gia đình. Còn tới giờ phút này mà trường hợp anh bị người ta lừa gạt, đặc biệt rằng là có thể là bị việc nhẹ lương cao mà bị lừa bán qua Campuchia, thì anh cũng phải gọi điện về anh báo tiền với gia đình để gia đình ngồi lại cùng với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để nghĩ ra những cái phương án kế hoạch để mà đưa anh quay trở về Việt Nam một cách an toàn nhất nha anh Sơn. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy anh Sơn như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là đưa anh Sơn sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình một cách là an toàn nhất. Thì rất mong rằng cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa để hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ nhận được cái tin tức thông tin là anh Sơn ở đâu để giúp anh Sơn sớm quay trở về đoàn tụ với mẹ già. Thì cái trường hợp của cô cũng như là của con trai của cô về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con và tìm em, thì cô cũng như là anh trai có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con cũng như là tìm em của anh về không? Cô có đồng ý không cô? Dạ. Yeah. Cô có đồng ý cho anh em đăng video này lên mạng để tìm con mình về yeah. không? Đồng ý à. Tôi chịu, tôi ham lắm. Mà cái tiền bạc thì bây giờ phải có tiền. Nhưng mà tôi cũng... Nó sao mạnh khỏe, nó yên ổn. Tiền là tiền gì cô? Tiền gì? Dạ. Tiền là tiền gì cô? Tôi đền ơn công. Không. Không. Cô. Phải đền ơn. Cô, vậy là cô không có theo dõi chương trình của anh em tìm kiếm người thân. Má của em không có xài điện thoại, không có gặp. Dạ. Tôi không có cô ơi, để con nói cho cô biết ha. Ở đây là anh em giúp đỡ tất cả mọi người là hoàn toàn miễn phí. Anh em giúp đỡ là miễn phí, cô không có mất, nhà mình không có mất một cái chi phí gì hết. Và khi con anh Sơn mà về với gia đình thì anh em cũng không cần hậu tạ gì hết đâu nha. Phải đi tới đây, thiệt tình luôn. Cô ơi không cần đâu cô. Không nhất thiết đâu, bởi vì thì mình nhà tôi cần có nhiều đó hả. Mình nhà xa không cần đâu, miễn sao con cô về là vui rồi nha. Xa hay không gì đi tới đây được thì bây giờ đi tầm cũng được. Hả, nói về là thì tôi đền ơn hai nữa là phải đi xuống đây một lần. À xuống đây là ví dụ nữa. Như trường hợp là xuống để anh về để báo tin cho cô chú anh chị vui. Và để cô chú anh chị khỏi phải đi tìm nữa. Và cảm ơn cô chú anh chị một tiếng, dù gì thì cô chú anh chị cũng bỏ cái thời gian công sức ra để giúp đỡ gia đình nhà mình. Mình chỉ cần cảm ơn thôi. Ở đây là anh em chỉ cần nhận một tiếng cảm ơn, báo tin là ví dụ như con ơi, em ơi, chú ơi, con tôi về rồi, tôi cảm ơn anh em, vậy là vui rồi cô ạ. Bởi vì rất nhiều trường hợp anh em tìm nhiều lắm, nhưng mà chỉ anh em chỉ cần là về rồi, cần báo tin là con đã về hoặc em đã về hoặc cháu đã về, anh em vậy là anh em vui rồi, anh em khỏi phải đi tìm, khỏi phải biết, nhưng mà rồi phải lo lắng có đi tới đây. Dạ dạ rồi, thì cuối video mình nghe hiểu rồi. Cuối video này thì con chúc cô cũng như là chúc anh trai về An Giang thượng lộ bình an, và gia đình nhà mình là chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là con trai cô sớm quay trở về nhá. Ôi mong mấy anh với cộng đồng sớm tìm được em giùm. Tìm được tôi rất là thiệt tình, tôi đi tới đây một lần thứ hai tôi kiếm tiền tôi đền ơn thiệt, chứ công tận đi mần đi tìm nó gì. Cô ơi. Dạ rồi, con xin phép chào cô nhá. Rồi xin phép chào anh trai, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.